Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Suýt trắng tay bỗng dưng đổi đời giàu sang, mua nhà rộng, xe sang, khao cả làng. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi và phong thủy trong đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Mậu Thân họ sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Mậu Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi và rất được bạn bè xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người xung quanh những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Mậu Thân dễ dàng hiểu thấu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác và từ đó có cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Mậu Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây là một năm mang lại khá là nhiều trắc trở. Tuy nhiên, với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó không làm cho những gia chủ tuổi Mậu Thân nhụt chí. Nhờ có được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong tháng 2 năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ tuổi Mậu Thân dễ dàng vượt qua những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 2 âm lịch chính là thời điểm đột phá của gia chủ tuổi Mậu Thân. Vậy vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng và thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể dễ dàng thành công. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh thì có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân chính là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tháng này, sự nghiệp của người tuổi Thân sinh năm 1968 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn cũng không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống, vì thế cần phải chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong năm 2022 của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều. Bạn phải tăng ca làm việc liên tục, nhưng bạn cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế,
mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, người tuổi Mậu Thân tháng 2 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, có nhiều chuyện xảy ra, công việc khá suôn sẻ. Bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên đôi khi những gia chủ tuổi Mậu Thân lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết sức, làm việc gì cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu, dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Mậu Thân khá ổn định, gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Mậu Thân không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho người tuổi Mậu Thân nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn, tuy nhiên nam mệnh cần phải học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Sự áp đặt một cách sai trường của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch,
ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thân 1968 trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất, và đồng thời đây cũng là cách mà quý vị ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được đăng tải trên kênh.